Vâng, chào mừng các bác đồng quay trở lại với kênh YouTube của Việt Bãi TB nhé. Tiếp theo video ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô nồi cơm. Đấy, gồm có 5 em thôi. Đấy, hôm nay lên cho các bác là với dung tích là 0,63 với là 0,5 lít các bác nhé. Đấy, trong đó các dòng như Toshiba với Tiger, Yuzi. Đấy, hàng tương đối rất là đẹp các bác nhé. Thì hôm nay nó ít thì em làm hơi nhanh một chút để cho các bác lựa chọn nhé. Thì cái dung tích này thì các bác có thể nấu ăn là cho một trong 2 đến 3 người ăn các bác nhé. Đấy, các bác đang xem kênh của Việt Trần Vãi TV thì đừng quên cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh. Đấy, các bác nào mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127 các bác nhé. Với tất cả sản phẩm này các bác không cần phải cọc hay là chuyển khoản gì cả. Đấy, bác là chuyển khoản thì vẫn bảo xin các bác. Đấy, không thì các bác cứ nhận hàng thanh toán bên Viettel. Đấy, sau cái đó là các bác thanh toán tiền, các bác vui lòng cộng tiền cước vào. Đấy, thì vào vấn đề chính thì em sẽ giới thiệu cho các bác từng mã một nhé, để cho các bác quan tâm cũng như là lựa chọn. Đấy, ok các bác nhé. Rồi, thì đầu tiên là lên cho các bác là một dòng Toshiba. Đấy, dòng cao tần các bác nhé. Đấy, của hãng Toshiba này, 0,63 các bác nhé. Đấy, cao tần IH đây. Em này là sản xuất năm 2010 này. Đấy, cái thành vách bên ngoài rất là đẹp. Đấy, thành vách bên ngoài cực kỳ đẹp các bác nhé, không bị chảy xước hay cấn mót gì này. Một hai điểm nó hơi cấn nhẹ nhẹ trên mặt này thôi. Đấy, đây các bác nhìn kia, một hai điểm hơi cấn trên mặt này thôi. Đấy, các bác nhìn tinh nhé. Đấy, để lúc các bác nhận hàng thì nó không phải bỡ ngỡ. Đấy, nắm rõ được cái mức độ hiện trạng của cái dòng này. Đấy, ok các bác nhé. Đấy, thành vách bên ngoài như thế nhé, sản xuất 2010 này. Đây, xong đây các bác nhé. Đây, xong rất là đẹp này. Đấy, một hai cái vết xước rất là nhỏ thôi này. Đấy, các bác nhìn tin nhé, một hai vết xước rất là nhỏ thôi. Đấy, này là sấp bóng điện hơi tối tí. Đấy, đi xoang đây rất là đẹp này, một hai cái để lên để xuống thì không tránh khỏi được các bác nhé. Toshiba. Đấy, bác đợi đi, em cắm cho bác cái bóng điện vào cho nó sáng cho nó dễ nhỉ. Đấy, lúc bác nhận hàng thì nó rõ ràng. Đấy, để các bác chốt hàng cho nó dễ, bác đợi em tí đi. Đây các bác nhá, bác nhìn nó xoang nhá. Đấy, cái lòng xoang như thế này. Đấy, bác nào cảm thấy ưng ý thì các bác chốt nhá. Đấy, đẹp xấu thế nào em làm như này cho các bác xem nó rất kỹ này. Đấy, ok các bác nhá. Đấy, xoang đây các bác. Đấy, xoang lại tương đối rất là xanh nhá. À, em này thì tổng quan tạm tạm cũng được khoảng tầm 80%. Đấy, tất cả sản phẩm này các bác là được đồng kiểm cùng nhân viên Viettel nhé. Trước khi nó phát về cho các bác ấy thì các bác cứ nhận hàng các bác bóc luôn ra, các bác cắm điện. Rồi các bác lưu ý nhé, điện áp từ 100 đến 110V. Đấy, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Điện từ 100 đến 110 các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý hộ em vào đấy, vấn đề đấy. Bao điện đóng cho các bác nhận hàng với thanh toán nên các bác được kiểm tra. Tất cả số đẹp thì nó đã trên video này rồi. Đấy, các bác nhìn. Em đẹp, em cũng không dám khen đẹp nhiều thôi nhỉ. Mã số 1 các bác nhé. Đấy, lên cho bác em này với giá là 1 triệu thôi. 1 triệu với một em Toshiba các bác nhé. Đấy, 0.63 2010. Hình thức trên mặt này hơi bị cấn nhẹ tí là cái tí này, bác nhìn tí nhỉ. À, hơi cấn nhẹ tí bác nhá. Đấy, phải nói rõ cái ưu điểm và nhược điểm. Thành vách đây. Đấy. Đây, đít rồi, rất là sạch sẽ không vỡ vùng đi nhá. Đấy, các bác nhận hàng nó vỡ thì trong kia nó do vận chuyển chẳng hạn nhá. Thì thôi, nếu trong phạm vi cho phép thì các bác có thể nhận hàng. Đấy, không vỡ vùng gì nhá bác nhá. 2010. Mã số 1 bác nhé, 1 triệu.
Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác là một em Toshiba 0.63 nữa. Đấy. Em này thì thành vách cũng tương đối là đẹp này. Đấy, nên là cho các bác nhìn cho nó rõ nhá. Đấy, em này sản xuất năm 2000 cũng 0.10 luôn. Đấy. Đít thì cũng rất là đẹp, không vỡ này. Điện led tiêu thụ điện là 700W này. Đấy, 700W. Thành vách cũng tương đối là đẹp. Đấy. Đấy, thành vách tương đối là đẹp đấy nhé. Đấy, 0.10. Đít xoong này rất là đẹp này. Đấy, xoong xoong trơn đấy nhé. Đây lòng xoong này. Đấy. Các bác đang vào xem kênh thì nói chung là bạn nào chưa đăng ký thì ai cho em xin một nút đăng ký kênh. Đấy, hoặc cho em xin một like. Đấy. Ok bác nhé. Đấy, xoong đấy. Làm chậm chạy để cho các bác xem. Đấy, xoong đây bạn này. Đấy. Xoong này cũng tương đối là xanh nhé. Nói chung là dùng ok. Còn là xấu đẹp, nói chung là dùng rồi thì nó không tránh khỏi được. Đây, cắm điện cho bác cho ăn chắc nhé. Đấy. Ok các bác nhé, các bác về các bác được kiểm tra hàng nên các bác cứ kiểm tra thoải mái nhé. Đấy, cảm thấy lấu được vì cái dòng này nó không như dòng khác, nó xấu tí vẫn dùng được. Những cái này nó chết điện thì nói chung là không thể dùng được. Mã số 2 các bác nhé. Đấy, nên cho bác em là với giá là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu nhé bác nhé. Một em Toshiba 0.63. Đấy, 1,2 triệu. Đấy, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại em đi để trên biển các bác nhé. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một dòng Zuzi Zuzi Katan. Em này mã sản phẩm ở đây là P-GE05 này. Tương vị là hình thành vách bên ngoài này tương đối là bị chỗ này hơi bị sức tí la lô bác nhé. Đấy. Đấy, hơi cấn tí bác này. Điện 700W, sản xuất năm 12. Đấy, thành vách đây. Em này thì hơi xấu tí, phải thành vách. Em được cái cũng xoong rất đẹp này. Đấy, xoong rất đẹp quá nhé. Nói chung là hình thức hơi xấu tí nhưng mà được cái xoong kéo lại. Đây, xoong này bác nhé. Đấy. Đấy. Đấy, là vệ sinh chưa kỹ này. Lau điện hết luôn. Đấy. Ok các bác nhé, chưa làm hoạt động bình thường. Mã số 3 bác nhé. Lên cho bạn này với giá là 600k thôi. 600k cho một em Zuzi Zuzi nhé. Mã số 3 các bác nhé. Tiếp theo em thích cho các bác một dòng Tiger gốm bác nhé. Đấy, một dòng Tiger gốm. Dung tích là đều là 0,5 lít bác này. Đấy. Thành vách đây bác nhé. Em này là đời 2010. Dây rời. Đấy, nhưng thành vách như thế này bác nhé. Xong xong gốm bác nhé. Nếu nó rơi là vỡ đấy bác nhé. Xong bằng gốm nhé. Cái này các bác có thể kho cá hay nấu cơm, lòng xoong cũng rất đẹp này. Đấy, lòng xoong rất ok. Một hai điểm gọi nó xước rất là nhỏ tí tí thôi, không đáng kể. Đây các bác nhé. Đấy, làm nhìn xa rất đẹp, gần nhưng mà ánh điện thì nó không tránh khỏi được. Một tí tí cũng hiện ra được. Đây các bác nhé. Em này thì cái ưu điểm nhược điểm nói như này, nó bị gãy mất một tay này. Đấy. Do vận chuyển về vệ sinh nó gãy mất một cái tay này. Đấy. Nhưng đảm bảo các bác là không ảnh hưởng gì. Đấy. Chẳng làm sao cả, trông nó hơi xấu thôi. Giòn rất là xanh. Đấy. Giòn xanh đét quá nhỉ. Mỗi tội gãy một tay. Bác nào lấy được thì chốt cho hội em nhé. Đấy, xoong rất đẹp.
dòng son gốm này nấu cơm rất là ngon quá nhá. Ok bác, tất cả bao điện đóm rồi các bác. Em này nó bị gãy một tay nhưng cái gioăng xoang cũng rất là đẹp. Mã số 4 bác nhá. Đấy, nên cho bác em này cũng với giá là 700k thôi. 700k các bác cho một em Tiger gốm. Đấy, hình thức rất rất là đẹp. Mỗi tội là mỗi cái tai do kia nó hơi gãy tí thì chẳng ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, cái này các bác sử dụng cho hai vợ chồng trẻ hay là ông bà già dùng những dòng này là rất hợp lý. Đấy, mã số 4 bác nhé, 700k. Đấy, tiếp theo liên tiếp cho bác nó cũng là một dòng Tiger đây. Đấy. Em này cũng dây cắm rời các bác nhé. Dây cắm rời này. Em này sản xuất năm 2015. Đấy, thành vách thì cũng nói chung là cũng tạm tạm. Đấy. À, em này được cái lòng xoong rất là đẹp. Đấy, lòng xoong rất đẹp anh. Đấy, bao lòng đẹp cho các bác này. Đít xoong rất đẹp này. Rất mới nhá. Đấy, ok các bác nhá. Đây bác nhá, gioăng nhá. Chỗ này vệ sinh nó chưa kỹ bác, bác về lấy cái rẻ bác lau lau vào cái gioăng này. Đấy, sạch bóng ngay. Đây là những cái cáu cơm nhá. Đấy, vẫn còn bác này. Đấy. Đấy, ok bác nhá, gioăng nhá. Gioăng cực kỳ được. Đấy, là mượt luôn. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy. Ok các bác nhé. Mã số cuối cùng của em là mã số 5 bác nhé. Mã số 5 ạ. Đấy, lên cho bác em này cũng với giá là 650k các bác nhé. 650k các bác nhé. Một em Tiger. Đấy. Với dung tích là 0,5 lít các bác nhé. Đấy thì hôm nay thì em lên cho các bác là 5 mã lồi lửa lít thôi. Với hai ba mã lồi lửa lít và hai em tô 0.63. Đấy thì nói chung là hôm nay lên ít. Đấy thì các bác có gì thì ủng hộ em nhé. Đấy thì các bác mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy thì video của em đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Đấy, xin chào và hẹn lại các bác.